Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Bạch Kính Đình sinh ngày 15 tháng 10 năm 1993, sinh ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chiều cao 1m83 và nặng 68kg. Tốt nghiệp Viện Âm nhạc của Đại học Sư phạm Thủ đô. Năm 2014, khi còn đang theo học tại Học viện Âm nhạc trực thuộc Đại học Sư phạm Thủ đô, Bạch Kính Đình đã bén duyên với nghề diễn xuất khi thủ vai Kiều Nhiên trong bộ phim Năm tháng vội vã do Sohu phát hành. Khi nói về kinh nghiệm của mình với tư cách là một diễn viên, anh đã từng tiết lộ rằng anh đột nhiên thấy hứng thú với diễn xuất trong những năm đại học của mình và anh đã nảy sinh ý nghĩ sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Sau đó anh thường hỏi các bạn học khoa diễn viên có đoàn nào tuyển không, sau đó anh bắt đầu chạy hết đoàn này đến đoàn khác. Biết được mình được đoàn phim 5 tháng vội vã tuyển chọn và anh chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Vào năm đó, Bạch Kính Đình vẫn còn là sinh viên năm 2 của Đại học Sư phạm Thủ đô. Cuộc sống của anh chàng sinh viên đã rẽ sang một hướng đi mới, bắt đầu hành trình trở thành một diễn viên. Trong môi trường làm việc mới, vai diễn Kiều Nhiên trong 5 tháng vội vã là nỗ lực đầu tiên của Bạch Kính Đình kể từ khi vào giới nghệ thuật. Trong đoàn phim, biết bản thân là người mới và ít kinh nghiệm nên rất siêng năng và chăm học cùng với các tiền bối học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Kể từ vai diễn đầu tiên, Bạch Kính Đình có nhiều cơ hội tham gia các đoàn làm phim lớn nhỏ. Năm 2015, anh cùng Quan Hiểu Đồng hợp tác trong bộ phim điện ảnh về đề tài kỳ bí Ma Pháp Xúc Luyến. Cùng năm, tham gia bộ phim truyền hình Thiếu Nữ Toàn Phong hợp tác cùng với Dương Dương và Hồ Bang Khanh. Năm 2016, bộ phim điện ảnh Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ do Bạch Kính Đình và Quách Xu Đồng diễn chính công chiếu. Mùa hè năm 2017, bộ phim truyền hình Hạ Chí Chưa Đến do Trần Học Đông và Trịnh Sảng diễn chính. Bạch Kính Đình đóng vai nam thứ, Lục Chi Ngang. Cùng với nữ diễn viên cân rating Trịnh Sảng, Hạ Chí Chưa Tới cũng gây được sự chú ý. Vai diễn nam thứ Bạch Kính Đình cũng khiến khán giả yêu mến. Sau vai nam thứ trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, Bạch Kính Đình xuất hiện trong bộ phim cổ trang Hoàng Quyền Dịch Thiên Hạ, Thiên Thịnh Trường Ca do Trần Khôn và Nghê Ni diễn chính. Bạch Kính Đình trong vai Cố Nam Y, đây cũng là bộ phim cổ trang đầu tiên do anh thủ vai. Sau vai diễn cổ trang đầu tiên này, băng đi một thời gian, khán giả vẫn chưa thấy Bạch Kính Đình có tác phẩm nào mới xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Người hâm mộ chỉ có thể thấy anh qua các show giải trí như 24 giờ, Minh Tinh Đại Trinh Thám các mùa trên Xoài TV, hay các chương trình tạp kỹ như Happy Cam của Đài Hồ Nam. Mặc dù không có các phim chiếu trên màn ảnh nhỏ, nhưng Bạch Kính Đình vẫn chăm chỉ đóng phim trong khoảng thời gian này. Đầu năm 2018, bộ phim Sơ Thần Là Tôi Cố Ý Lãng Quên Cậu được khởi quay do Bạch Kính Đình đóng chính. Và vai nam chính Lý Lạc Thư diễn cùng với nữ diễn viên Tôn Di. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên do anh thủ vai nam chính. Phim đã đóng máy từ năm 2018, nhưng đáng tiếc đến giờ vẫn chưa có lịch chiếu chính thức, khiến fan hết đứng lại ngồi ngóng chờ vai diễn chính này của Bạch Kính Đình. Tuy nhiên, gần đây có nhiều thông tin cho rằng phim sẽ lên sóng trong tháng 9 trên Youku. Sau vai nam chính đầu tiên, cũng trong năm 2018, Bạch Kính Đình tiếp tục đảm nhận vai nam chính Tôn Dịch Thu trong bộ phim Vinh Quang Bình Phàm hợp tác cùng với Triệu Hữu Đình. Phim đã khởi chiếu trên Đài Đông Phương và Đài Chiết Giang vào ngày 4 tháng 9 2020, đồng thời cũng phát sóng online trên trang mạng Youku. Ngoài ra, trong năm 2018, Bạch Kính Đình còn đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Bóng Bàn kỷ niệm 10 năm Olympic Trung Quốc diễn cùng với nam diễn viên Hứa Ngụy Châu. Ngoài ra, Bạch Kính Đình còn kha khá các bộ phim chưa có lịch phát sóng. Vai nam chính Hình Khắc Lũy trong Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh diễn cùng với Mã Tư Thuần. Vai nam chính Hách Nhiên trong Nhân Vật Mục Tiêu diễn cùng với Trương Vũ Kiếm. Vai nam chính Qua Tam Sảng trong 8090 diễn cùng với Ngô Thiến. Cả ba bộ phim này đều chưa có lịch chiếu chính thức. Nói về gia cảnh của Bạch Kính Đình, thực ra là một gia đình rất bình thường. Bố của Bạch Kính Đình là một tài xế taxi, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Mẹ của anh là một người phụ nữ nội trợ bình thường. Bạch Kính Đình xuất thân bình thường, không xuất thân từ chuyên ngành, đã làm việc âm thầm lặng lẽ để có được thành quả như ngày hôm nay.